Thạc sĩ Lia chào cả nhà. Hôm nay bên vườn em làm clip giới thiệu cho mình tham khảo 22 cây sứ thái ghép ha. Giá cây em bán có giá từ 50.000 cho tới 1 triệu một gốc nha. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà mình. Em ship hàng trên toàn quốc luôn, gửi hàng đoàn xe Tô Châu và đường Bưu Điện. Giá cây em nói đây là bao gồm phí ship cho mình. Em bao ship đối với cây nhỏ, vũ sịch, đất, hàng giao tận nhà. Nếu khách muốn đi hàng nguyên chậu, phụ phí cho em thêm tí, tùy theo dạng chậu lớn hay nhỏ, em sẽ báo riêng cho mình biết ạ. Rồi, mình đến với cây số 1. Số 1 đến với một gốc sứ riêng trước ha. Gốc riêng, gốc này cái đế rất là đẹp. Gốc sứ riêng này tên là Kỳ Duyên, hoa 3 lớp, màu hồng. Chiều cao của cây mình là 1m. Tàn bung rộng khoảng 1m ha. Hình gốc là 65. Giá của nó là 400.000. Đây, em ra máy cho mình xem kỹ cái đế lại. Số 2 là cây ghép 3 giống 3 màu. Mà chiếm ưu thế nhiều là đun han ha. Cây mình tình trạng đang vô nụ nhỏ. Đun han 3 lớp màu vàng đậm, cánh phớt hồng. Minh Hoàng 2 lớp màu vàng. Nguyệt Tâm 5 4 lớp đỏ. Chiều cao của cây mình là 95. Hành gốc 74. Giá là 900.000. Tiếp số 3. Số 3 là Ferrari. Đây mình xem cái củ của Ferrari. Cây hàng VIP luôn ha. Ai thích dạng cơ bắp thì chọn củ này ạ. Ferrari ghép 11 bo giá 1.800.000. Chiều cao cây 1m1. Hoành gốc 86. Tiếp số 4. Số 4 là Long Thành Gold. Hoa 3 lớp màu đỏ, long thành tựa dài nha cả nhà mình. Long thành gold. Đây, cây đang vô nụ. Rồi, cây được ghép 4 bo, 220.000. Số 5 cây ghép 2 tầng. Cái tầng thấp á, thu thủy 10, 3 lớp nền vàng cam, viền hồng, hoa thơm. Tầng cao Reti Lady. Hoa 3 lớp màu vàng tươi, hoa thơm luôn. Hai giống vàng, hai nét đẹp khác nhau, hoa thơm. Cây mình 5 bo, 220.000. Số 6 cây củ quái nè. Đây, phần đế dưới đây là cái đế nó tròn, chặt miệng chậu ha. Đây. Rồi, ghép 2 giống, 2 tầng. Tầng thấp á, là Ý Xuân 3 lớp màu vàng có sọc. Tầng cao là Kim Gắm. Đây, mình xem từ trên cao xuống ạ. Ghép 8 bo, 250.000. Chiều cao của cây này là khoảng 8 tấc ha. Tiếp số 7. Số 7 là trúc vàng. Hoa 3 lớp màu vàng, cây 12 bo, 200.000. Số 8, quyết thắng. Quyết thắng cũ rất là già, tựa dài. Đây, mình thấy quyết thắng đang chấm nụ nè. Quyết thắng 3 lớp màu đỏ đậm, cây 8 bo, 320.000. Số 9, cây 2 giống. Trong video này đa số cây là củ già không ha. Ghép 2 tầng 2 giống. Cái tầng thấp ghép chung quanh á là Nguyệt Tâm 7, 4 lớp vàng cam viền hồng, nở vài ngày sẽ chuyển màu sang hồng. Tầng cao là Minh Hoàng 2 lớp màu vàng đậm. Cây ghép tổng 8 bo, 220. Số 10 ghép 2 giống Chibi Lila. Lila là hoa 3 lớp màu hồng, xe hoa to hồng đậm. Cái cây này ghép 2 giống, 2 mẫu hồng, 2 mẫu hoa khác nhau. Cây 5 bo, 200.000. Số 11, Dân Ngọc, 4 lớp đỏ viền. Cây 5 bo, 120. Số 12 là Minh Hoàng, 2 lớp màu vàng. Hồng Chi, 3 lớp trắng viền hồng, 2 giống. Cây 8 bo, 300.000. 2 giống nhưng chiếm ưu thế Hồng Chi là nhiều. Số 13, một củ già, củ cơ bắp. Ghép phương lam 21, hoa 21 cánh, đỏ viền tím. Cây 5 bo, 200.000. Số 14, cây ghép 2 tầng. Rạng đông là tầng thấp, 3 lớp màu vàng đậm. Tầng cao á là bạo chân chính, hoa 4 lớp chuyển màu, hoa thơm. Cây ghép 9 bo, 200.000. Số 15. 15 là ghép 2 tầng nữa, tầng thấp Tân Quý, 5 cánh, đỏ, hồng trắng, tầng cao là Reti, màu vàng tươi, hoa thơm, cây ghép 6 bo, 180. Số 16, một cây hàng lõi,
Đây, cái củ mình nhìn phía này thì cái củ hơi quái quái ha. Đây, đây là nó lỗi, cái lỗi đây nè cả nhà. Nó bị cái sẹo, sẹo lành đây ha. Sẹo lành. Củ này là củ quái nè, mà hổm nó bị ngã, cái này bị trầy đó, bị thành cái sẹo. Em để trên giàn cho lúc đang mùa mưa hổm nó dông ngã. Cái củ này mình mới nhìn thì hình giống như con voi đứng ha, có cái vòi vươn lên. Rồi, ghép nguyệt tâm 7, 4 lớp vàng cam, viền hồng, hoa chuyển màu, cây 6 bo 50 ngàn. Hàng lõi cũ em thanh lý 50 ngàn. Tiếp số 17, 17 một chậu vô hai gốc củ hình quái. Ghép phú thành 3 lớp màu đỏ tươi, phú thành một giống hoa rất là rộ, cây 9 bo 250 ngàn. Số 18, một chậu hai củ, hai củ già nha. Hai củ này hôm qua quên đo, nãy quên đo ha. Cái hình củ nó là to, mỗi một củ là to hơn cái bàn tay mình xòe rộng ra ha. Rồi ghép hai giống. Thu thủy 10, 3 lớp vàng cam viền hồng hoa thơm. Nguyệt tâm 5, 4 lớp đỏ viền. Đỏ viền tím khi nở ra, căng ra thì nó còn đỏ thôi. Cây hai màu, 9 bo, 250 ngàn. Tiếp số 19, 19 một chậu hai củ dáng nằm, củ hình dạng thú nè ha. Một con thú nằm, một con thú đứng nè, một cặp. Cái này một chậu vô một cặp hình thú. Ghép thần tài gò cong. Thần tài gò cong màu hai lớp đỏ. Cây mình tựa rất là dài luôn nha. Có nhánh này đang vô bẻ san hô nè. Rồi, đây em đưa máy gần vô cho mình xem. Một chậu vô hai gốc hình thú ha. Ghép tổng 7 bo giá 220 ngàn. Em tiếp 20, 20 đến với cây hàng VIP. Cũ rất là già luôn. Cây này thì em mua lại của người ta nè. Này là em mua lại của người ta, khách không có thời gian chăm sóc, họ bán lại. Cũ già, tựa dài. Mình thấy cái mắt ghép nè, mắt ghép là nó muốn liền hẳn luôn, nhìn không có thấy là cái mắt của nó ghép luôn ha. Ghép dạng thân ngắn nữa, tựa dài, người ta nuôi cái nổi cái bo ghép lên cái tựa nó to đùng luôn. Cây này là của ông chú này, ông trồng rất là lâu rồi. Rồi ghép giống là T2, 3 lớp nền vàng cam viền hồng. T2 hoa thơm, một giống hoa rất là rộ. Cây 3 bo, hình gốc 70, chiều cao 110, giá 850 ngàn. Số 21, 21, đây, mình xem mặt cũ của cây 21, ghép giống Juliet Caster, hoa 3 lớp vàng cam, màu đỏ dưới vàng cam ha. Cây ghép 9 bo, 1.100.000. Chiều cao 92, hình gốc 77, giá 1.100.000. Tiếp số 22, cây cuối, một giống hoa thơm đậm mùi luôn. Tên là Mộng Yến, Mộng Yến hoa 3 lớp, tím, sọc đỏ, giống hoa rộ. Mình thấy cây mình đang chớm nụ vô, tàn tròn tựa dài. Củ dạng củ tròn ha, hình gốc 64, chiều cao 78, giá 800 ngàn. Rồi hôm nay vừa em giới thiệu mình tham khảo một số cây này. Giá cây em nói đây là bao gồm phí ship cho mình luôn. Em bao ship đối với cây hàng đi là nhổ vũ sạch đất. Vũ sạch đất hàng giao tận nhà là em bao ship cho mình luôn ha, về tận nhà. Còn nếu khách muốn đi hàng nguyên chậu, phụ phí cho em thêm tí tùy theo dạng chậu lớn hay nhỏ ạ. Rồi em cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ ạ. Và sẵn đây em xin thông báo, em đi hàng, em ở trong miền Nam ha. Nếu mà em gửi gần cận Tết rồi em gửi hàng ra ngoài miền Bắc thì em sẽ đi đơn tới 20 mình là em sẽ chốt đơn, không gửi ra miền Bắc nữa ha, tạm ngưng. Nếu khách mua thì em sẽ lưu đơn lại đó, qua Tết em gửi. Vì tới đó đi hàng sẽ không kịp, ra ngoài cận Tết quá bị nó làm hư cây mình. Còn khu vực miền Nam em sẽ gửi hàng đi tới 25 em mới ngưng ạ. Còn nếu khách nào em sẽ bán luôn trong mấy ngày Tết. Khách thích mình mua thì em sẽ lưu đơn lại đó, qua Tết em gửi hàng cho mình ha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ cho vườn em trong thời gian bấy lâu nay ạ.